cái cấu hình trị giá 35.600.000. Thì anh em cùng tham khảo nhá. Với cấu hình này khá là ok trong tầm giá. Và nó là một trong những cái cấu hình mà anh em chơi gia đình giá rất là hợp lý anh em nhá. 35.600.000. Và lưu ý với anh em, với combo này thì em sẽ tặng anh em một chiếc quản lý nguồn có lọc nguồn luôn. Đó là con P10 với giá của nó hiện tại là 1.800.000. Và em tặng anh em với khi anh em mua cái bộ cấu hình này. Sử dụng mic ULX8 nhá. Mic bóng đèn, đây là bóng đèn. Mic này hiện tại đang là 4.600.000 đồng anh em nhá. Vang số thì rất là chất lượng. Ở những cái cấu hình như này thì em sử dụng cái bộ nó cực kỳ là chất lượng anh em nhá. Vang số canh 180, giá đang được khuyến mại là 5.000.000 đồng anh em nhá. Chỉ có 5.000.000 đồng thôi. Đó. Anh em nghe cái tiếng chất âm nó rất tuyệt vời, và một chút nữa sẽ alo tiếng mic cho anh em nghe. Quản lý nguồn P10 1.800.000 tặng. Và đẩy lên sử dụng con đẩy HD 4.10 với ông suất là 1000W trên một kênh anh em nhé. 1000W trên một kênh. Đang sử dụng có 3 kênh thôi. Một kênh này thì đang dư. Sau anh em có thể nâng cấp sau 2 kênh. Mỗi kênh đánh một loa bass 30 và một kênh này đánh quả số 40. Chất âm con này rất là hay và rất là lực anh em nhá. Giá của nó là 9.500.000 đồng. Đó. Súp thì sử dụng súp 40 TWK15S quá quen thuộc rồi, với giá 6.500.000 anh em nhá. Đó. Loa thì lắc 12. Dòng loa này thì anh em trên hệ thống lời cao tích thì lắp đặt khá nhiều các bộ karaoke anh em nhá. Chất âm của nó rất là hay, điều đặc biệt là củ chép của nó là củ chép rất là cao cấp, sử dụng cho con S12. Cũng là một trong dòng loa cao cấp của lời cao tích. Đó. Sử dụng củ chép cực kỳ là mạnh anh em nhá. Và chất âm của củ chép này cực kỳ hay, nó mang tới cái tiếng rõ ràng chi tiết và lời hát rất là đẹp. Đó. Nói chung ở đây là một trong những cái cặp loa mà em đánh giá tuyệt vời về giá anh em nhá. Chất âm và giá. Đó, giá là chỉ có 10.000.000 thôi. Đó. Rất là hay. Súp. Đó, có cặp loa full bass 30, có súp 40, cấu hình dàn máy cao cấp anh em nhé. Đó, thì cho bộ này chỉ có với giá là 35.600.000 đồng thôi. Đó, anh em có thể tham khảo nhé. Và em thử alo tiếng mic. Đó. Để anh em cùng nghe cái chất âm nào. Mic bóng đèn nhá, ULX8 với giá bộ mic này là 4.600.000 đồng. Rất là hay anh em nhé. Thì mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình giúp em. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video nhé. Chào tất cả anh em ạ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.